người phụ nữ trẻ ngậm điếu thuốc trong khoang tàu, nóng lòng được đến Istanbul thăm chồng mình. Hai người nhân viên đi vào soát vé. Người phụ nữ lấy một tờ tiền từ trong túi, dáng vẻ cũng hóa thành bà lão tóc trắng bạc phơ. Khoang tàu cũng biến thành phòng bệnh của viện dưỡng lão. Thì ra đây là một bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer tuổi già, mỗi ngày chỉ ngồi bên cửa sổ trông ra xa, mơ mộng bản thân ngồi ở trong khoang tàu. Đáng tiếc đó chỉ là một đoàn tàu tưởng tượng, mãi mãi không tới được điểm đến trong ký ức của bà ấy. Già yếu là giai đoạn hầu như ai cũng trải qua trước khi chết. Có nhiều người xem nhẹ cái chết nhưng lại không thể chấp nhận rằng mình đã già. Emilio lúc còn trẻ là nhân viên ngân hàng. Nhưng thời gian dần trôi, tóc ông bạc trắng lúc nào không hay. Mặc dù ông thường nghĩ về dáng vẻ lúc trẻ của mình, nhưng tình trạng lú lẫn khiến vợ chồng con trai không thể chịu nổi ông nữa. Vì hành động chậm chạp khiến con trai trễ giờ, anh ta đã không màng cảm nhận của người cha già, lớn tiếng oán trách trước mặt ông, khiến cho Emilio phải nhận ra rằng mình đã trở thành gánh nặng cho vợ chồng con trai. Vài ngày sau, con trai ký một hợp đồng đưa Emilio vào viện dưỡng lão. Cơ thể già yếu như chiếc lá khô giữa mùa thu, cố vùng vẫy nán lại trên cành nhưng cuối cùng vẫn bị gió cuốn đi. Con trai an ủi ông ở đây cái gì cũng có, sau này vợ chồng sẽ thường đến thăm ông. Emilio nhíu mày, trong lòng vô cùng hụt hẫng. Chấp nhận việc mình bị con trai đưa đến viện dưỡng lão, môi trường lạ lẫm khiến ông không thích ứng ngay được. Nhớ đến cảm giác bất an lúc nhỏ khi được đưa đến trường nội trú, những ánh mắt dò xét khiến ông cảm thấy như mình bị cả thế giới ghét bỏ. Hộ tá đưa ông vào căn phòng đôi. Trên giường của người bạn cùng phòng có cuốn tạp chí Bikini. Miguel chính là người bạn cùng phòng của ông, vừa gặp mặt đã thân thiết như mấy chục năm, nhiệt tình chào hỏi để đánh bay cảm giác lạ lẫm. Miguel chủ động đề nghị đưa Emilio đi tham quan viện dưỡng lão nhưng trước đó phải thu 10 euro. Mặc dù cảm thấy giống bị lừa nhưng Emilio vẫn rút tiền ra. Đại sảnh là trung tâm hoạt động, nhìn giống phòng chờ của bệnh viện. Ai nấy cũng đều ủ rủ ngủ gà ngủ gật, duy chỉ có một ông lão đầu chọc trông tươi vui hơn chút. Lúc còn trẻ, ông ấy là phát thanh viên, nhưng bây giờ ông ấy không thể suy nghĩ được nữa, chỉ biết lặp lại những gì mình nghe được rồi nói ra giống radio vậy. Nhà ăn, thư viện, phòng y tế, những hoạt động cần thiết đều có hết. Nhưng phòng tập hồ bơi chỉ để trưng cho có, để cho con cái với chính phủ yên tâm nơi này có đãi ngộ rất tốt. Nhưng thực tế, phần lớn người già đều không thể tự mình tắm rửa được. TV mỗi ngày chỉ chiếu phim tài liệu về thế giới động vật, thứ giải trí duy nhất lại khiến người già ngủ say như chết. Alzheimer là căn bệnh phổ biến ở đây, bà Son cứ gặp người là hỏi điện thoại ở đâu. Nói bệnh mình đỡ rồi con cái sẽ đón mình về nhà, lần nào Miguel cũng đòi 10 euro tiền phí từ bà. Sau đó chỉ đại một con đường, vì khi rẽ vào con đường khác, bà sẽ quên mất mình đang làm gì. Cho dù tìm được quầy lễ tân, cũng không ai cho bà gọi điện thoại. Người minh mẫn còn có thể tự do đi lại, người không còn ý thức gì nữa thì được chăm sóc đặc biệt. Cho nên phòng chăm sóc đặc biệt là ác mộng của người già. Bữa cơm tối, Miguel giới thiệu bạn bè mình quen được ở đây, bà Antonia lương thiện và vợ chồng nhà Ice. Antonia thích lấy mấy thứ đồ vặt vãnh, ông Ice không còn làm được việc gì nữa. Nhưng người vợ khỏe mạnh của ông bằng lòng vào đây chăm sóc, cho nên ông không bị đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Emilio vẫn chưa thể thích nghi được với cuộc sống ở đây. Lúc hộ tá đưa thuốc cho ông có cảm giác như có người lạ xen vào cuộc sống của mình. Mặc dù pudding không đường tốt cho sức khỏe, nhưng đưa vào miệng chẳng có vị gì. Cơm tối vẫn chưa ăn xong, những người khác đã xếp hàng đi tắm. Chỉ vì thiếu hộ tá mà phải xếp hàng rất lâu. Emilio hỏi tại sao không dùng thời gian xếp hàng đi làm việc khác. Miguel lại nói người ở đây ngoài ăn uống ỉa đáy ra thì không thể làm được gì cả. Sau khi tắm rửa xong, Emilio ngồi bên mép giường đăm chiêu. Ông tháo đồng hồ xuống rồi tắt đèn đi ngủ. Nhưng đêm đầu tiên ông không tài nào ngủ được. Ở bên này, con dâu cất gọn toàn bộ đồ dùng trước kia của ông. Con trai treo tấm biển bán nhà. Có nghĩa rằng Emilio sẽ không bao giờ trở về đây nữa. Ông trở thành người bị vứt bỏ. Ngày tháng ở viện dưỡng lão cứ lặp đi lặp lại như cái máy. Emilio không còn một nét cảm xúc gì nữa mà uống thuốc. Antonio vẫn bỏ vài gói mứt vào trong túi. Vợ chồng Ice thì thầm với nhau. Miguel đi khắp nơi kiếm chút tiền. Antonio không chịu được nữa liền bảo ông dừng lại. Nhưng lại bị ông ấy soi mói. Nói bà cả đời làm việc như gia súc. Lúc già rồi không giúp đỡ được gì cho con cái nữa. Nên bị chúng vứt vào viện dưỡng lão. Miguel ung dung nói những lời đâm vào trái tim của bà Antonio. Bà tức giận đứng lên quát vào mặt ông ấy. Con cái rất yêu tôi. Tôi ở đây là vì không muốn làm phiền đến chúng mà thôi. Tôi không muốn trở thành gánh nặng của chúng. Đây chính là đạo lý cuộc sống, hiểu không? Antonio có 3 trai 2 gái và 50 người cháu. Nhưng cho dù nhiều người thân như vậy lại chỉ có một đứa cháu trai thường hay đến thăm bà. Miguel không lấy vợ không con không cái. Cả đời chẳng có ràng buộc gì, cho nên không phải buồn vì chẳng có ai đến thăm ông. Emilio có lúc ngưỡng mộ thái độ lạc quan của ông ấy. Trong những ngày tháng chẳng có việc gì làm, ông thường ngồi một mình ở sảnh lớn, đợi chờ hoàng hôn buông xuống như đợi cái chết tìm đến. Ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, hai việc cứ đan xen lẫn nhau. Có lúc trước khi ngủ ngắm ảnh vợ trên đầu giường, ký ức ngày xưa hiện về. Lúc đó bọn họ đều rất trẻ, nhưng thời gian không ngừng trôi, người vợ đã bỏ ông mà đi. Con trai cũng lớn lên chỉ màng đến cuộc sống của mình, dần dần quên đi người cha già. Gánh nặng tình thân khiến con cái không thể gánh vác nổi. Sau những lần do dự, chúng đã chọn cách vứt bỏ. Nhưng khi chúng già đi, chúng cũng mới hiểu được cha mẹ mình năm đó. Emilio thức dậy phát hiện ví tiền đã biến mất, hỏi Miguel có nhìn thấy không. Ông ấy cũng nói không thấy. Emilio bắt đầu nghi ngờ Miguel là một lão già trộm vặt. Trong lúc hoạt động thể thao, mọi người già cả rồi làm gì cũng chậm chạp.
khi đến lượt Emilio bắt đầu vòng chơi mới, não bộ của ông dường như dừng suy nghĩ. Tạp âm không ngừng văng vẳng bên tai, cánh tay không thể hoạt động theo ý muốn. Tâm trạng rối bời theo cơn mưa nặng hạt chút xuống. Emilio đứng bên cửa sổ, thất thần nhìn ra ngoài khoảng trời. Miguel an ủi ông rằng cách sống vui vẻ ở đây chính là đừng quá bi quan. Khi Giáng sinh sắp tới, Emilio nhìn cây thông được dựng trong viện dưỡng lão. Trong thoáng chốc, ông dường như thấy người vợ đang ở bên cạnh mình. Nhưng khi tỉnh táo lại đó chỉ là ảo giác, ông cảm thấy mình đang ngộp thở. Cố gắng kìm nén cho đến mùa đông, hàng rào thép của viện dưỡng lão kìm kẹp tự do khiến Emilio vô cùng khó thở. Miguel thấy đến mùa đông mà Emilio cũng chỉ mặc chiếc áo vest, lúc đi ngủ cũng mở phanh áo. Nhắc nhở ông hãy chú ý sức khỏe, Emilio còn bao biện cho mình rằng lúc trẻ mình rất khỏe. Cho dù bận nhưng tuần nào cũng đi bơi một lần. Miguel nói bọn họ là những ông lão cứng đầu. Trước khi ngủ hai người còn có nói có cười. Sáng hôm sau, vì Emilio mất đồng hồ mà cãi nhau, ông nghi ngờ Miguel đã trộm đồng hồ của mình. Dù gì ông ấy thường hay lừa tiền của mọi người. Miguel nói mình không hề ăn trộm. Hai bên cãi nhau dữ dội. Cho đến khi Emilio bị đẩy xuống giường mới kết thúc cuộc cãi vã này. Miguel tức giận bỏ ra khỏi phòng. Emilio đã tự tiện lục lọi tủ đồ của Miguel. Kết quả phát hiện một chiếc hộp được giấu trong đó. Trong hộp có rất nhiều tiền và một túi thuốc. Nhưng không có ví tiền và đồng hồ của ông. Lúc này Miguel cũng quay về phòng. Nếu ông còn đụng đến đồ của tôi, hoặc là nói cho người khác biết trong tủ tôi có gì, tôi sẽ giết ông. Hai ông lão giận nhau không nói gì. Emilio buồn bã không muốn đi ăn sáng. Khi ông nhận thuốc từ hộ tá, tay ông run lên bần bật, còn nghi rằng viện dưỡng lão đang cho mình uống thuốc độc. Đến ngày thăm nom, vợ chồng con trai đưa cháu nội đến thăm Emilio. Ông mặc chiếc áo len bên ngoài bộ vest. Ánh đèn của máy ảnh khiến ông đau đầu. Mí mắt nặng nề khiến ông không tài nào tỉnh táo được. Hỏi con trai một câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn. Đứa trẻ này sao gọi bố là ông nội? Bố a, nó là cháu nội bố, bố không nhớ sao? À đúng rồi, đương nhiên là nhớ rồi. Tay của Emilio run lên bần bật. Không biết vì trời lạnh hay là vì bệnh Parkinson. Ông nói ở đây rất vui, hộ tá rất có tâm, đồ ăn cũng không tồi. Đợi trời ấm lên có thể đi bơi. Lời nói dối vụng về khiến tay ông run lên không ngừng. Người cha già đã che giấu sự thật, con trai cũng không muốn vạch trần. Cảnh tượng hạnh phúc của từng gia đình trong viện dưỡng lão khiến những rạn nứt tình thân hoàn toàn biến mất. Antonio lấy những thứ đồ vặt vãnh trong túi, nào là tương cà, tường quýt, xà phòng đưa cho đứa cháu trai duy nhất đến thăm bà. Nhưng cháu trai ra vẻ khó chịu. Món quà mà viện dưỡng lão chuẩn bị cho họ là những viên thuốc nhiều màu. Emilio nhìn thấy thuốc của mình giống hệt với ông Ice. Cuối cùng hiểu vì sao mình lại mắc bệnh Alzheimer. Miguel sớm đã nhận ra điều này, nhưng Emilio không muốn vạch trần ông ấy. Trên người Emilio như bị gắn quả bom lo lắng bất an. Ông ủ rủ vào phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn thấy một người phụ nữ vô cùng dữ tợn. Việc điều trị kéo dài đã khiến tinh thần của cô ấy suy sụp, nói những lời khó nghe, giống như thứ đồ vật không còn giá trị bị bỏ trên giường bệnh. Emilio cảm thấy toàn bộ người ở đây đều như vậy, giống như túi rác bị ném đi vậy. Cuộc sống của người già không nên như vậy. Cho dù mắc bệnh Alzheimer cũng không nên như vậy. Nhưng Miguel ở đây được 2 năm khuyên ông hãy tỉnh táo lên, hoặc là tự lừa dối mình, tưởng tượng bản thân trên đoàn tàu, tưởng tượng mùa xuân có thể đi bơi, hoặc là chấp nhận hiện thực. Emilio không nói lời nào, ông quay người rời đi. Khi Miguel đi ngang qua hồ bơi, thấy Emilio đứng bên mép hồ muốn tự sát.